Chào quý vị và các bạn, hôm nay Kim Ly đang ở Cali. Kim Ly đang đứng ở trong khu chợ ABC đó, để Kim Ly quay cảnh ở ngoài này cho các bạn coi. Sắp sửa Tết rồi thì rất là nhộn nhịp nha. Đây nè, ở khu chợ ABC thì thường Tết á, rất là đông người bán những trái cây và bông với cây ăn trái đó các bạn ha. Đó, các bạn thấy mận cầu không? Cái đó là mận cầu, kêu bằng mận cầu của người Mễ nha, chứ không phải mận cầu Việt Nam mình đâu. Có thanh long đây, đồng hồng. Cái bãi đậu xe lớn không, trong khu chợ ABC ha, ABC Market. Ngày xưa Kim Ly ở gần đây nên là thường đi chợ ở đây lắm. À, dịp Tết thì rất là đông người ha. Dịp Tết thì đông người lắm, ta đi mua sắm rất là sầm tụ. Các bạn thấy có bán tôm khô nữa không? Tôm khô hạt sen rồi đó. Các bác ra đây nhiều khi trái cây ở nhà các bác ra đây bán dễ thương lắm. Có bông nè. Đó. Nhãn đó là 10 đồng phao á các bạn. 10 đồng phao hả bác? Nhãn 10 đồng phao hả? 10 đồng phao. Dạ. 2,5 là 25 phao. Nhãn da bò con đó. À, nhãn da bò. Nhỏ, con dày lắm. Có bánh ít hay gì? Đó, con này có. Con này bán. À, cái đó là mận cầu Mễ hả? Mễ về Mễ nó có. Đây nó Mễ. Wow, có nghệ, bán nghệ. Khu này rất là đông, ở đây có cái chè Cali á, lâu đời lắm rồi, Kim Ly ở đây mấy chục năm Kim Ly biết cái chè Cali này. Đang có ổi. Wow, có bưởi nữa nè. Nha bưởi. Cái lá. Bưởi bán sao vậy bác? Bưởi á hả? Bán sao hả? À, trái 10 đồng nha các bạn. Bưởi đó bưởi gì vậy bác? À, bưởi Biên Hòa nha các bạn, trái 10 đồng. Cái gì trái 10 đồng á? À, 2 phao 5 đồng ổi hả bác? À, 2 phao 5 đồng đâu mất, mấy đứa em đâu mất rồi. Nó thích ăn ổi ra kia nó mỏi. Mặn cầu thì 15 đồng phao các bạn. Mặn cầu á, nó đó mặn cầu Úc. Đâu? Tắc. Tắc. Tắc ngọt nha các bạn. Cây giống á. Ổi nữa nè, cô này cô bán ổi. Ổi. Khế. Trong đây có tiệm cắt tóc, rồi có một bịch Long An luôn, con tắm Thuận Kiều nữa nè. Con nó bán nước mía Long An hả? Trong Long An có bán nước mía. Khi mà gần Tết đó thì rất là đông luôn các bạn, gần Tết đó vui hơn nữa ha. Đây có tiệm tiệm vịt quay nè, Bosa Barbecue. Bosa Barbecue ha. Liên Huế. Cái này mới nè, tiệm này mới, khi mà Ly chưa thấy, mới thấy. Đó, bán bông ha. Bán bông. Có dưa sữa nữa kìa, hôm qua Kim Ly có mua dưa sữa rồi nè. Dạ. Dạ.
gặp người quen các bạn ơi, Kim Ly gặp người quen nên hỏi thăm, hồi xưa ở đây đó nên là ta quen. Wow, nhìn bông đẹp quá luôn nha, bông ly ly á, mẫn cầu quệ trắng ha. Nhiều tiểu bang khác cũng thích đi chỗ khu này. Trong này thì có cái tiệm bánh Van đó, Van Bakery đó các bạn. Van Bakery. Em đi vô Van Bakery cho coi. Tiệm này bán mấy cái bánh trái cây này ngon lắm các bạn. Bánh trái cây mà nó có lớp lớp á, giòn giòn á, ngon lắm. Bánh tráng á các bạn. Tiệm này lớn lắm, bán đủ thứ loại trái cây, à, không phải trái cây mà là bánh, bánh trái ha. À, bánh kem nè các bạn xem coi, bánh kem đa dạng không, bánh in, bánh kem. Wow, bánh này chuyên môn làm cho Christmas đó các bạn, chỉ có mùa Giáng sinh mới có ha. Mocha 58 đồng một cái bánh ha, một cái cây đó đó. Kêu bằng bánh kem trái cây á. Rồi, có bán dừa món trước cho Tết luôn nè các bạn. Xưa Kimberly hay ra đây đặt bánh cho sinh nhật á. Rồi bánh sinh nhật ở đây, đặt ở đây. Đó, các bạn thấy không? Bán đủ thứ hết, bán mứt nữa. Rập xưởng thấy không, mấy cái mứt chuẩn bị mứt cho Tết nè các bạn, đủ thứ hết. 14 đồng một hào này, gì sứ muội sữa chua ngọt không hột 30 đồng một hào, một hào là 450g thôi nha các bạn, chưa tới nửa ký á. Đây nè các bạn xem mứt nè, dễ sợ không, mứt mứt ha, dừa, mất kèo mèo. Trong kia người ta xay sinh tố nên nồng. Giờ mình đi ra ngoài nha, à, để Kim Ly cho các bạn xem ngoài kia còn nhiều trái cây lắm. Mất. Có bánh bía luôn nè các bạn thấy không, Tăng Hưng Viên nè, bánh bía 13 đồng một bọc này ha, 13 đồng Tăng Hưng Viên ở dưới Sóc Trăng á các bạn, bánh bía nổi tiếng, nổi tiếng vùng Sóc Trăng ha, Sóc Trăng. Đi ra phía bên này, bên này có cái quán mì lá cây, trái cây. Everything $5. Everything $5. Which one? Oh, the chai mối á. 10 đồng. $10. Very sweet. Very sweet. Ah, okay. No, not today. Thank you. Cái này 10 đồng một bọc nha các bạn. Mẫn cầu này là mẫn cầu mễ. Avocado $5 and orange. Except the Jimmy Moya $10. Mẫn cầu quá thì 10 đồng mà cam cũng 10 đồng một bọc đấy các bạn. Người Mexican đó họ bán nha các bạn. Bưởi ha. Bông. Trái cây ngon. Trong này bán đủ thứ hết luôn ha. Vú sữa hoàng kim phải không? Phải vú sữa hoàng kim không ta? Nhìn thấy màu vàng á, không có vú sữa hoàng kim. Cái đó là vú sữa hoàng kim. Đó, biết lắm ha. Cái thùng đó nhiêu chị? Cái này vú sữa hoàng kim.
135 đô nha các bạn. Wow, 135 đô là nhiêu ta? Mấy triệu? Chắc khoảng 4 triệu Việt Nam. Không ăn nổi luôn ha. Phải rồi, tại vì nhập mà phải mắc thôi. Đó, sầu riêng đó các bạn thấy không? Có đầy đủ hết chứ không phải là thiếu đâu nha. Chỉ có là giá thì ở đâu thì theo đó thôi. Hồi nãy Kim Ly có hỏi thì cái mãng cầu Do Thái, không phải Do Thái, mãng cầu Úc, 15 đồng pounds. Mãng cầu này nè, 15 đồng pounds. Các bạn sẽ có Lê Kima nè. Lê Kima ha, 1 pound 10 đồng. Tiếp tục nha, mình đi tiếp nha. Đây có tiệm tóc, đây cũng có trái cây luôn, nãy Kim Lê có mua trái cây nè. Kim Lê có mua trái cây nè. Mãng cầu à. Mãng cầu cái này đâu có cái nào chín ăn liền được đâu ha chị. Hồi nãy mình mua cái này để bao lâu thì mới chín? Bao lâu để chín, mấy ngày chín? Khoảng 5 ngày. 5 ngày. Cái này vú, vú ở trong với apple á nó mau chín hơn. But this one is better. It tastes better. There are different kind, not the same. Yeah. I used to grow that one so I know. But this one is the texture is more chewier. Yeah, that's what I heard. That's why I get it. Oh, I want to try it out. Yeah. Look good, huh? Cái đó mãng cầu Úc. Mãng cầu, mãng cầu Úc á là 16 đồng pound các bạn, còn mãng cầu này thì 10 đồng pound. More seed. Really? More seed. Ah. Nhưng mà chị mua trái lớn. Try it out thử. Okay. Yeah. Nghe nói là mãng cầu Do Thái ngon nên mình thử. Mình thử. Còn mãng cầu Úc thì mình có trồng rồi. Hồi xưa mình có trồng á chị. Số 2 nha. Số 2 là EP2. Nó khác với số 1 nha chị. Không hề giống nào. Số 1 nó ra sao? Số 1 không có dai bằng số 2. À, cái này mình trồng cái nội này nè. Mà mình không biết là hồi xưa họ chỉ nói mặn cầu Úc thôi chứ không có nói là một hay hai. À, giống mới. Ok chị. Nghe nói cái này ngon nên mình mua thử. Còn cái này thì mình trồng rồi, mình ăn rồi, mình biết nó dai lắm. Hồi xưa trồng trái lớn lắm. Từ lúc bán nhà rồi nên là phải đi mua ăn thôi. Tiệm này mở lâu chưa chị? Cô? Hai năm. Tại hồi xưa mình ở đây là không có. Yeah. Wow. Hồi xưa em bán cây. Ờ, bán cây hả? Chị bán cây ở đâu? Cây giống hả? Dạ, cây giống cây ăn trái đó. Ở đâu? Cây ăn trái nè. Cây ăn trái đủ loại. Có bán cây giống. Cô này tên gì? Chị tên gì? Chị gọi liên lạc số điện thoại này nè. Anh Bình. À, anh Bình. Anh Bình bán cây giống. Em nó cũng thích mua cây giống lắm luôn. Có ship đi tiểu bang khác không hay là có luôn hả? Ồ, ok. Đại lý cây trái mãng cầu á các bạn gửi đi luôn á, bán cây giống nữa nè. Ok, để kêu em nó mua, nó thích mua lắm. Hết hồn, không biết ai, chắc bấm nhầm. Ok, cảm ơn chị nha, chúc mua mai bán đắt nha. Đó các bạn thì đó, bán trái cây. Đó các bạn thấy bên kia cũng có thêm sạp trái cây nữa ha. Để khi mà lấy qua đây cho các bạn xem coi sạp trái cây nè. Đây xe chạy dài lắm á, phải cẩn thận. À. Ui, đây nè trái cây. Trái cây, trái cây. Không có mãng cầu ha. Không có mãng cầu.
Nhãn, có nhãn các bạn ơi, không có mặn cầu. Bánh cuốn Thái Sơn đó, em giao ở đâu anh? Wow. À rồi, vậy để đợi chút. Nhãn ngon quá. Nhãn này bán sao vậy cô? 8 đồng. 8 đồng phao hả? Nhãn 8 đồng phao các bạn. Nhãn da bò. 8 đồng sao? Hồi xưa Kimberly có trồng loại này nè. Trái cây tươi. Rồi đó, Kimberly dẫn các bạn đi một vòng khu chợ ABC coi bán trái cây này nọ ha. Thôi video của Kimberly đến đây là kết thúc nha. Kimberly cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Út Bạc Liêu cũng như đã ủng hộ kênh của Út Bạc Liêu nha. Bye bye, see you next time. Rồi bây giờ mình đi về nha, lên xe đi về. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ Kim nha, để Kim có động lực làm tiếp. Bye bye.